Hơn 80 tuổi, dù sức khỏe không còn được như trước, nhưng ông Nghiêm Công vẫn tranh thủ từng giờ, từng phút để hoàn thành cuốn hồi ký về những tháng ngày từng tham gia chiến đấu, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Những câu chuyện từ đào giao thông, chuyển bộc phá đến thời khắc chiếm đồi A1 đều được ông kể lại rất chi tiết. Năm ấy, những người lính trẻ ở tuổi 18 đôi mươi như ông đều rực lửa quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tất cả anh em rất là hào hức, chuẩn bị tinh thần, quyết tâm. Cả thư Hậu Phương gửi tới, các tỉnh gửi tới, anh em truyền tay đọc nhau. Hậu Phương rất là tất cả gửi cái lời tin tưởng và hy vọng là các anh ở chiến trường sẽ đánh thắng và làm thế nào mà chiếm được hoàn toàn Điện Biên Phủ. Còn đối với ông Đỗ Ca Sơn, đã quá nhiều năm trôi qua, nhưng những nỗi niềm về đồng chí đồng đội vẫn còn đau đáu, nhất là những lời hứa rằng ai còn sống sẽ tìm về quê của đồng đội đã hy sinh. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những lời hứa trong bom đạn luôn khiến ông xúc động mỗi khi nhớ lại. Cái động lại trong suốt đời mà có lẽ từ trước đến nay và từ nay cho đến lúc tôi chết, khi nào tôi cũng nghĩ đến những cái hy sinh của những đồng đội mình, và chính họ mới là người xứng đáng nhất để hưởng tất cả những cái gì mà gọi là hạnh phúc. Là còn hàng nghìn đồng đội của tôi còn nằm ở dưới đất, khe suối ven rừng, thì cái đó làm cho tôi day dứt, tôi buồn lắm. Gần 7 thập kỷ, Điện Biên giờ đây đã chuyển mình đổi mới. Nhưng những ngày tháng năm lịch sử này, rất nhiều người đã chọn đến nơi đây để có thể được sống lại với những ký ức đầy tự hào. Đến thăm những cái chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa thì thấy rất là xúc động, rất là cảm ơn thế hệ đi trước đã hy sinh để ngày hôm nay thì được sống trong độc lập, được sống trong tự do để cống hiến cho đất nước. Đi qua chiến tranh để biết trân trọng hòa bình, đó là những giá trị được truyền trao từ Điện Biên Phủ năm xưa tới hôm nay và mãi về sau.